Mau đứng dậy đi, lửa cháy rồi kìa. Mau chạy đi Đại Ngầu à, Đại Ngầu. Anh sao rồi hả Đại Ngầu? Anh đừng có chết nhà báo người ta. Đại Ngầu, Đại Ngầu, báo người ta, cứu tôi. Đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi mà, đừng có bắt tôi. Ôi dạ, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Nhìn tay, có chuyện gì vậy? Kính bẩm đại tướng quân, tôi này làm dữ quá, không có chịu lên đường. Ủa, sao ngươi không chịu lên đường đi đàng hoàng? Chẳng lẽ ngươi đã chết hoàng ức? Không phải đâu, đại nhân à, tôi tự nguyện đó mà, tôi không có chết hoàng. Đã như tự động muốn chết, tại sao lại không chịu lên đường? Tôi chỉ lo cho đại tiểu thư của nhà tôi, còn sẽ không thoát được sự chém giết của ông vua. Cũng là do ông vua chính đức nữa, ta phải điều tra rõ ràng mới được. Lúc đó chính miệng hoàng thượng hứa với chị Phụng là phải đón chị Phụng nhập cung. Ai ngờ khi ngài về được mấy tháng, bật tâm tin tức, và khoảng cách đây không lâu, ngài có phái người tới, nhưng mà không đón chị Phụng nhập cung. Sau khi đám người đó đi rồi thì sát thủ kiếm lên tới nhà. Đại nhân à, không bao giờ trùng hợp như vậy đâu. Có thể đó cũng là một sự trùng hợp, như vậy đâu có thể chứng minh hoàng thượng sai người tới giết Lý Phụng. Đúng vậy, hoàng thượng rất thương Lý Phụng thì không có lý nào giết cổ đâu. Hay là hoàng thượng không thương cổ nữa cho nên mới thay lòng đổi dạ? Nếu như hoàng thượng không còn thương nữa thì có thể không ngó ngàng tới, không lo không lắng, tại sao lại nảy sanh ra việc tặng đồ cho cổ chứ? Không có thể nói như vậy được đâu. Hoàng thượng thương gì Phụng, điều đó ai cũng biết. Nếu như hoàng thượng không thương cổ nữa mà bỏ bê cổ thì chắc chắn bị người ta nguyền rủa cổ, vậy thì mặt mũi hoàng thượng còn đâu nữa chứ? Ồ, thì ra ngươi nghi ngờ bề mặt của hoàng thượng cho người đem quà cáp tới, lần sau cho người giết cô Phụng để diệt trừ hậu hoạn, có phải không? Ổng làm như vậy thì đâu còn mặt mũi gì để làm hoàng thượng, mà lại còn được diệt trừ hậu hoạn, chứ vậy ổng phải được nhất cử lưỡng tiện sao? Chính thức ổng thân là vua của một nước, còn chị Phụng chỉ bất quá là một cô gái yếu hèn, ổng đâu cần phải dùng tới thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Đại ca, những người có địa vị cao thì thủ đoạn độc ác của họ càng nhiều, bất cứ thủ đoạn tàn ác nào họ cũng không chừa. Đừng quên rằng năm xưa cái cảnh ngộ của mấy người ở đây. Đúng vậy, năm xưa chính bởi vì ta gặp phải sự tàn bạo mới tới nông nổi thế này. Bây giờ gặp vụ án trắc trở này, mình nhất định phải điều tra cho rõ. Ngươi xả mạng cứu chủ, hiện tại cái oan ức mà chị Quý Phụng đã chịu đó ta phải hiểu rõ hết rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tăng già, ngươi coi lại kỹ tuổi thọ của Lý Phụng tỷ đã tới số chưa? Dạ chưa. Được. Đại Ngầu, bây giờ ngươi đã biết Lý Phụng tỷ còn chưa chết, ngươi có thể yên tâm đi rồi chứ? Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Phu cô. Dạ. Ngươi đã từng gặp Lý Phụng, ngươi ở đây điều tra rõ cái tung tích của cổ, còn ta với Hành Y phải đi hỏi rõ ràng cái ông vua phong lưu này đã. Dạ biết. Hoàng thượng, hoàng thượng, mau thức dậy đi. Các người là ai vậy? Ngài khỏi sợ, tôi là Phục Ma đại tướng quân Trung Quỳ đây. Trung Quỳ, tôi nãy vừa cấm cùng, ngươi muốn gì đây? Tôi vì chuyện của chị Phụng nên mới tới đây. Chị Phụng, cô khỏe không hả? Sao chứ? Chẳng lẽ hoàng thượng không biết là chị Phụng bị người ta đuổi giết hay sao? Cái gì? Chị Phụng đã chết rồi.
Ngài yên tâm, cổ chưa chết đâu. Cảm ơn trời đất. Nhưng mà sự thật là ai giết cổ chứ? Điều này phải hỏi hoàng thượng thì mới biết. Trẫm làm sao biết được? Người thiệt không nói dối, quân tử cũng làm những chuyện mờ ám. Huống chi ngài đây lại là một hoàng thượng nữa. Cả gan. Trẫm đường đường là đưa kim thiên tử, làm gì có chuyện làm sát vô càng. Huống chi người đó là trẫm yêu thương nhất chi mà. Có phải ngài làm hay không thì chính trong bụng của ngài biết. Ông vua này của ngài thì quá thật là hôn quân bất đạo. Chuyện đại sự trong triều đình ngài không lo, còn quản quan lưu cẩn của ngài lại hoành hành bá đạo, khiến cho trời đất phẫn nộ. Miệng ngài nói thương dân như con, vậy mà lại khiến cho Lý Phụng ở trong nhân gian bị người ta đuổi giết. Kỷ biên. Hoàng thượng, hoàng thượng, làm sao vậy hoàng thượng? Hoàng thượng, người đâu? Hoàng thượng, người đâu? Người đâu rồi? Hoàng thượng, ngài sao hả? Hoàng thượng, ngài thứ sao? Người đâu? Người đâu? Đại ca đã đánh ổng bị thương rồi. Nhân dân bá tánh đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ổng là một ông vua mà không chịu đi giải cứu, trái lại tối ngày để đam mê tửu sắc. Ai xuống đó? Tôi là Kim Giáp Thần, họ Tiền của Ngọc Đế, xin mời đại tướng quân lên thiên đình một phen. Thượng đế kêu tôi lên trển để làm gì? Thiên cơ bất khả lộ, xin đại tướng quân tới đó tự nhiên sẽ hiểu rõ. Đại ca, đi không có được đâu. Kỳ rồi, ta muốn giết tên Lý Cắt lại bị các ngươi cản trở. Bây giờ ta mới vừa đánh ông vua đó bị thương, các ngươi lại tới kiếm ta, do đó cho ta thấy ngươi đang binh vực hoàng gia, chứ ngươi không phải là Kim Giáp Thần gì cả. Ngươi nghĩ coi, không có thánh chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta đâu biết bọn ngươi thiệt hay giả. Ta không đi đâu. Trung Huy, không được vô lễ. Lẽ ra ta nể ngươi là người thẳng thắn công chính, ta không muốn ngươi bị dở mặt, cho nên ta xuống đi mời ngươi. Thực tế là chúng ta thừa lệnh thánh chỉ xuống đây để bắt ngươi lên thiên đình để mà xét xử. Trung Huy, thánh chỉ đây. Đại ca, trẫm không bị thương tới mình mấy, chỉ bị xô xát người trong mộng mới bị như vậy mà thôi. Ông ra kìa. Nè, thế nào? Hả? Có trầm trọng lắm không hả? Các người sẵn kiểu cho hoàng thượng thế nào rồi? Kính bẩm hoàng hậu, tình trạng của hoàng thượng chỉ bị thương bên ngoài, chưa đến nỗi nội thương đâu. Theo chẩn trị của thần thì không đáng ngại, chỉ cần uống vài tăng thuốc tả thông huyết mạch, trong vài ngày sẽ bình phục lại thôi. Đúng vậy. Theo ý của người, tuy là hoàng thượng đã bị thổ huyết nhưng mà chưa bị thương tới ngũ tạng lục phủ, vài hôm nữa sẽ bình phục phải không? Xin hoàng hậu tha mạng. Thần bất tài vô trí, hoàng thượng đang bị thổ huyết, đang bị thương tới ngũ tạng lục phủ, bệnh tình không nhẹ đâu. Sao người đổi lời mau quá như vậy? Bộ thấy ý của người diện là vậy à? Được rồi, các ngươi lui ra hết đi, đừng có ở đây làm tức hoàng hậu nữa. Xin mời. Thôi, hoàng thượng, ngài không chịu uống thuốc không được đâu. Họ kê thuốc đó trẫm không dám uống đâu. Vậy cũng đúng. Thế bên ngoài nhìn thấy triệu chứng của trẫm có vấn đề. Hoàng thượng à, mấy không thấy gì cùng đó, làm sao có chuyện liên căn tới triệu chính chứ? Theo những người vậy, làm sao mà gọi là thái y được? Họ làm việc thế nào vậy hả? Sao tiễn họ vô được những người như vậy thì đúng là liên can đến triều chính. Cái đám này của Trung Quỳ đúng là đã đánh thức trẫm. Hoàng thượng, Trung Quỳ là ai vậy? Đào tước, có nô tài. Ngươi lập tức xuống Mai Long Trấn để tìm Phụng tỷ. Nếu cổ bị mất tích thì lập tức báo cho quan địa phương biết để cho người đi tìm kiếm. Nếu như bình yên vô sự thì người cứ đón cổ về trong cung, sau đó là tính sau nha. Nghe lời ta dặn chưa hả? Dạ.
Hoàng thượng, Kỳ Phúc hắn không phải vừa mới trở về sao? Mộ không phải nói Lý Phụng Kỷ đang bình yên vô sự à? Sao tự nhiên ngài lại biết có bị mất tích lại có chuyện nữa? Đó là hồi nãy ở trong mộng có người bảo trẫm biết. Hoàng thượng, đó chỉ là ngày ngày đêm mong nhớ thương nhớ của quá thôi, nằm mộng đâu có thể nào là sự thật được. Nhưng mà trẫm thủ quyết ở trong mộng, đó là sự thật, không thể nào không tin. Tham kiến Ngọc Đế. Miễn lễ. Ngươi có biết tại sao ta phải gọi ngươi về Thiên Đình hay không? Có phải vì Trung Quỳ đã đánh một chưởng với ông vua Chánh Đức đó hay không? Theo ý của ngươi, có đáng như vậy hay là không đáng? Là đáng mà cũng không đáng. Nói vậy là sao? Ông là một ông vua hôn quân, chỉ cần phải có cách trừng trị để cho ông biết giác ngộ mới đúng chứ. Nhưng mà tại sao lại không đúng? Chỗ không đúng đó là Trung Quỳ không biết lịch sự, không biết ổng là bề trên, thừa biết ổng là thiên tử, ổng tức là con của ông trời, mà tức là con của bệ hạ đây. Một Trung Quỳ nhỏ nhặt mà dám cả gan lộng hành đánh con của ngài như vậy. Yên biệt, không biết trắng đè, hành động cẩu thả. Thường nói thiên tử, đó chỉ là vua của dân gian, thống trị muôn dân, địa vị cao thượng. Nó là tạo danh con của trẫm để trấn áp bá tánh. Vô trí như người, xuất thân là Đạ Nguyên lại nhậm chức Phục Ma đại tướng quân, đâu thể nào người nói ta theo. Do đó cho thấy ngươi làm việc quá nóng nảy, chứ không biết nhận định thị phi. Không biết nhận định thị phi không phải là Trung Quỳ tôi, mà chính là bệ hạ thường biết vua của nhân dân là mạo xưng danh nghĩa thiên tử để mê hoặc ba tánh, là không chịu quang minh rõ ràng, cứ để cho đời đời như vậy mãi, khiến cho tất cả ba tánh muôn dân phải tôn sùng tất cả thiên tử đó là cao thượng chí tôn với hình thức ngu dân để mà trị. Đó không phải là lỗi do ông vua của nhân gian, mà là lỗi do đã dung túng họ, đó chính là lỗi của bệ hạ. Trung Quỳ, thí cho ngươi đã học sách thánh hiền, cả hai chữ tôn kính mà ngươi cũng không hiểu được sao? Những người Trung Quỳ tôn kính là những người chí công vô tư, có hào khí thẳng thắn chánh nghĩa, còn những kẻ khinh thường là những người ý quyền lộng thế, những kẻ tác oai tác oai. Người muốn nói trẫm dựa vào quyền thế mà tác oai tác oai nhỉ? Bởi vì chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà bắt giải Trung Quỳ đến đây, đó chính là mượn quyền thế tác oai tác oai. Trung Quỳ xin hỏi bệ hạ, nếu như hôm nay người bị đánh đó là một người nhân dân bá tánh, bệ hạ có giải Trung Quỳ lên đến đây không? Không. Nhưng đây không phải là một bá tánh tầm thường hay có trên là chứ quyền quý, mà là phá hoại sự thiên luân định luật. Tuy ngươi đã được phong thành thần, nhưng mà đối với vua đó là quan hệ quân và thần. Ngươi đã là thần thì ngươi phải làm gương cho mọi người. Thần mà đi ẩu tả với quân chúa, nếu không trừng trị thích đáng, không những không biết được sai trái, mà còn để cho thần dân thiên hạ noi gương phong theo. Do đó quan thưởng làm sao chỉ huy được hạ thuộc, cha mẹ răn dạy được con cái. Đó là một định luật hẳn hoài. Ngươi nên định tâm xét lại đi. Với hành động phá hoại ngũ thường luân lý, ngươi nghĩ coi có nên hay là không? Trải qua những lời lẽ của bệ hạ, Trung Quỳ đã biết là không nên. Nhưng mà tất cả những hành động của ông vua Chánh Đức đó, vua làm được liêm chính là nhờ phước đức của muôn dân. Còn nếu như vua mà quan dâm với vợ đạo, đó chỉ là quả muôn dân. Chuyện này có liên quan tới thiên lý định số, nhân quả tuần hoàn. Với chuyện thị phi sai trái, nó có liên quan rộng khắp. Việc này trẫm sẽ lần lượt xử lý. Còn về việc ngươi ngũ nghịch phạm thượng, trẫm sẽ xử phạt theo sau. Phải miễn cái chức Phục Ma đại tướng quân của ngươi, bị xuống nhân gian khuyên thiện phạm nhân,
ngươi lợi dụng cơ tốt trong thời gian đó để kiểm điểm tỉnh thất. Trung quỳ tuân chỉ. Ngươi đi đi. Loại người như vậy quả hiếm có. Theo sự ước tính giấc mộng của hoàng thượng mà nghĩ thì chuyện đó sẽ bị thất bại. Xin nương nương đừng có suy nghĩ nhiều. Chỉ dựa vào giấc mơ của hoàng thượng mà đoán ra thì hao tổn tâm lực lắm. Dù sao trong mấy ngày nữa cũng sẽ có tin tức xác đáng. Nếu như chuyện này làm không xong thì không bao giờ cam tâm đâu. Không biết còn ai sống sót hay nữa. Chỉ trong một đêm thôi hà mà đã cháy hết trơn rồi, còn bị chết cháy nữa cơ. Bây giờ thì là tội nghiệp quá à. Thôi không biết có ai sống sót hay không nữa. Bây giờ giờ khét lẹt à. Tội quá đi. Thank you.
cứu tại hạ đó hả? Không phải ta cứu người đâu. Ta chỉ là... Cảm ơn cô nương. Xin chờ chút đã. Tôi phải xưng hô với cô nương như thế nào đây? Chị mới biết nhau, ông đâu cần phải hỏi như vậy. Thọ ơn của người thì phải báo đền. Tại hạ chỉ muốn đền đáp lại cô nương thôi. Chuyện nhỏ nhặt, ông không cần phải nói chuyện đền đáp. Một mình cô nương mà đi tới chỗ rừng rúa hoang dã như vậy, nhất định là phải có lý do. Còn ông thì sao? Tại sao một mình ông lại đến cái nơi này? Tôi nói ra dài dòng lắm. Nếu muốn trách thì trách đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng? Đúng, nếu không phải do ổng thì tôi đâu có phải ra nông nổi như thế này. Ông muốn nói là hoàng thượng ngài... Đừng nhắc nữa, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Ở đây không có bóng người mà cũng không có đường đi qua, tại sao cô nương lại nói là đi ngang? Nhìn kiểu bồn chồn của cô, nhất định phải có điều gì muốn trốn tránh. Không, không có đâu. Nếu quả thật cô nương có điều gì không thể nói cho người khác biết. Tôi nói là không có. Cô nương à. Sao lại phải giết tôi? Đại Ngầu, Đại Ngầu, Đại Ngầu, có phải là hoàng thượng bắt tôi phải chết? Tôi không muốn chết đâu. Hoàng thượng, đi ra cổ là Lý Phụng tỷ à? Hoàng thượng. Lễ khách quan, mời vô đây. Cô thức đó hả? Đại phu nói là cô chỉ bị đói quá thôi. Tôi phải nấu cháo để cho cô ăn. Cô ăn cháo xong thì sẽ khỏe. Cháo còn nóng đó, ăn đi. Ông cố tình nấu cháo cho tôi đó hả? Ông cho tôi uống thuốc. Đúng vậy, đại phu nói là cô chỉ cần uống 2 thang thuốc thì cô sẽ bình phục thôi. Tại sao ông lại giúp cho tôi? Cô đã từng giúp cho tôi mà. Cô còn chưa bình phục mà lại còn mang bầu nữa. Tại sao ông lại biết? Do đại phu nói đó. Vậy ông còn biết được gì nữa? Không biết được bao nhiêu đâu. Biết tên cô là Lý Phụng,
nhà ở Mai Long Trấn. Không biết lý do nào mà lại bị sát thủ đuổi theo giết. Những việc liên quan đến cô ít nhiều gì tôi cũng đã biết. Tại sao ông lại biết nhiều quá vậy? Trong lúc cô hôn mê, cô nói rất là nhiều. Anh à, làm sao mà cô có thể gặp được Hoàng thượng vậy? Hoàng thượng, chuyện gì mà khiến cho ngài buồn rầu như vậy? Đào tớ có gửi thơ về, nói Phùng tỷ biệt tâm biệt tích. Anh của cổ và một người làm đã bị người ta giết chết rồi. Nhưng mà hoàng thượng có biết là ai đã giết họ hay không? Hung thủ nhất định là do trong cùng phái biệt. Sao hoàng thượng lại nói như vậy? Trẫm đã điều tra hết rồi. Hoàng thượng, ngài đã điều tra ra rồi à? Trung Quỳ là một đại tướng quân cho Đường Minh Hoàng ban phong. Trẫm đã coi trong sách, trẫm mới biết được đó. Ý của hoàng thượng muốn nói là phải điều tra cho được lý lịch của Trung tướng quân ở trong mộng à? Đúng vậy, nhưng đó không phải là mộng đâu. Nhưng mà Trung tướng quân mượn mộng để mà cảnh cáo trẫm. Trẫm có nói gì với hoàng thượng không? Mọi việc liên quan đến Phụng tỷ, ông cũng trách trẫm không có lo đến triều chính, phó mặc cho Lưu Cẩn giả mạo người chỉ của trẫm phao túng triều đình. Nhưng mà ông có nói à để giết Lý Phùng Kỷ hay không? Theo có nói cứu ổng. Tổng quản Lưu Cẩn Tân Kiên tới Trung Lục Lâm. Trẫm bây giờ có nhiều điều muốn hỏi đây. Hoàng thượng, lắm nữa Lưu Cẩn tới bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng đừng có làm khó dễ ông nha. Tại sao vậy? Bây giờ Lưu Cẩn quyền thế to lớn lắm, nếu mà ngài làm khó ổng quá sẽ không tốt đâu. Được, do vậy mà trẫm mới biết thật sự Lưu Cẩn quyền thế được bao nhiêu. Cả hoàng hậu mà cũng sợ mất lòng nữa. Truyền Lưu Cẩn Tân Kiên. Nô tài Lưu Cẩn khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu Thánh Nàng. Lưu đại tổng quản, ông qua cách sáu đó. Ai cũng xưng ông là 9900 tuổi, so với dạng tuế gia của trẫm chỉ xê dịch chút xíu mà thôi. Nô tài quấy nhiễu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng cho nô tài cáo lui. Đã tới đây rồi cáo lui gì nữa? Thật ra gặp trẫm có chuyện gì? Kính bẩm hoàng thượng, nô tài đã thừa lệnh xây xong một pháo đài, nay đã hoàn tất mà đã chuẩn bị chu đáo, hoàng thượng chọn ngài phát quả. Hoàn toàn xong rồi ạ? Đâu dần, nhờ hồng phúc của hoàng thượng, trong vòng 26 ngày đã hoàn tất cái công trình đó. Sớm hoàn tất bao nhiêu ngày, tại sao là trẫm không có biết gì? Lẽ ra nô tài muốn tạo cho hoàng thượng một sự kinh ngạc, cho nên là chưa báo cho hoàng thượng biết. Thì ra là vậy à? Hãy đứng dậy hầu chuyện đi. Tạ hoàng thượng hồng ân. Ta thì không ngờ hoàng thượng đã tới từng tuổi này rồi mà vẫn còn thích chơi cái trò chơi trẻ con như vậy nữa. Lúc đầu nô tỳ thấy hoàng thượng nóng giận như vậy khiến người ta lo sợ quá. Thế nhưng nương nương nghĩ hoàng thượng có nghi ngờ là do mình làm hay không? Theo ta nghĩ thì không đâu. Con người của hoàng thượng thẳng thắn nói thật, không có để trong lòng, có cái gì thì nói ra hết. Nếu đã như vậy thì nương nương còn lo lắng gì nữa? Điều mà ta thấy lo đó là hoàng thượng và Lưu tổng quản, thế nào cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện thôi. Tính tình của hoàng thượng thay đổi rất là nhanh mà. Lẽ ra phải trở mặt với Lưu tổng quản, sau đó khi ngài vui lên thì một câu cũng không nhắc nhở tới. Câu chuyện này cũng giống như là cây pháo vậy, thế nào cũng có ngày sẽ nổ tung ra. Lưu tổng quản xin gặp. Nhưng nương à, Lưu tổng quản tới gặp bà kìa. Mời hắn vô. Dạ.
Các người lùi hết. Tất cả lùi hết cho ta. Nói cho ta biết, hoàng thượng ăn trúng cái thứ gì, sao trở thành khác hẳn? Lưu Cẩn, còn cho ta là hoàng hậu không? Dĩ nhiên không cho bà là hoàng hậu nữa. Nếu không sao dùng lời lẽ như vậy nói chuyện với bà? Ngươi buông ra, to gan. Nếu bà biết to gan, tại sao bà dám nạt tôi như vậy? Ngươi dựa vào đâu mà dám nói với ta lớn tiếng như vậy? Dựa vào tánh mạng của bà đang bị tôi thao túng. Ngươi, tôi cho bà làm hoàng hậu thì bà sẽ làm hoàng hậu, tôi cho bà làm cát phạm thì bà sẽ làm cát phạm. Ngươi, bây giờ bà đã hiểu được chưa hả? Ta hiểu cái gì? Bộ bà muốn tôi nói rõ ràng hết bà mới hiểu được hay sao hả? Ngươi nói đi. Tôi nghĩ tôi không nói hết ra thì bà sẽ không phục đâu. Bà đã giả mạo thánh chỉ, giết chết đứa trẻ người Miêu để mà nối dòng cho hoàng tộc. Đó là một đứa trẻ mới sơ sinh mà bà đưa ta đã tàn nhẫn được. Bà nghe kỹ đi, Lý Phụng của Mai Long Trấn của Mang Bầu, bà lại mang tiền bạc khiến cho người của nội xưởng đi thi hành mật lệnh của bà. Bà chỉ cần thắp lên lồng đèn đó thì người của nội xưởng lập tức tới đây nhận chỉ thị mật trước của bà để mà thi hành cho bà, có đúng hay là không? Bà không suy nghĩ nội xưởng đó là do ai thành lập? Thành lập để làm cái gì? Tôi thành lập nội xưởng, bộ bà tưởng là để làm những chuyện bí mật cho hoàng thượng hay là sao? Tôi nói cho bà biết, mục đích chính của tôi là để giám sát đông tây hai bên xưởng cùng với hành động mà bà đang làm. Những cái điều mà bà làm cùng với những điều mờ ám, tất cả có cái nào thoát qua được cặp mắt của tôi? Nếu mà bà chịu ngoan ngoãn nghe lời của tôi thì bà vẫn còn làm được hoàng hậu của bà. Nếu như bà đối với tôi có một chút nào sai lệch chống kháng thì hậu quả của bà có lẽ là bà rõ hơn tôi. Bà có nghe rõ chưa? Nghe rõ. Được, vậy thì phải đem việc của ngày hôm nay, tại sao hoàng thượng đối đãi với tôi như thế này, phải nói rõ ràng cho tôi nghe, hiểu chưa? Tại sao đại ca đi lâu quá vậy? Không biết phải chờ đến lúc nào mới về. Ủa? Sao có nhiều tỉnh rượu quá hả? Thì ra là vua rượu. Ấy, đại ca rất thích uống rượu. Nếu anh tới hoàng cung thì nhất định không bỏ sót chỗ này đâu. Hay là ở đây chờ đại ca trở lại rồi ghẹo ảnh một mắt. Sao thơm quá vậy? Ấy, quay thử. Hoàng tả lại 3 năm, Lưu Bá Ôn nhập thập. Tỉnh rượu này phải giữ bao nhiêu năm rồi đó hả? Thơm quá. Thiệt ngon quá. Thơm quá. Tại sao lại ta say liền như vậy?
Rượu say ngọc ngà, đời người mấy thuở, đời người sống được bao nhiêu năm đây hả? Trung Quỷ là người hay là ma đây? Trung Quỷ thì là anh của mình đó mà. Đại ca, hoàng thượng có nói Trung Quỷ là thần, là thần do đường Minh Hoàng đã ban cho. Tại sao Trung Quỷ lại gia chạm với tôi? Lưu Cẩn của tôi không có tin đâu. Để tôi coi hắn sự thật là cái thứ gì đây. Cái kẻ này sao ăn nói láo khoét quá. Kỳ rồi, có chuyện Dương Hữu Nhân ta chưa tính toán với người. Để ta kêu đại ca ta tới dạy cho người biết được. Không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại là một sát thủ. Hai bữa trước à, cổ nằm mê man, trong miệng là cứ kêu hoàng thượng gì đó hoài à. Tôi nghĩ là cổ muốn làm thi hầu à, muốn làm tới khùng luôn rồi. Thiệt tình. Nói mà, cổ đang ở đâu? Nè, nói tao đi nha. Tôi không biết đâu. Cổ đang ở xa. Đừng giết tôi nha, cổ đang ở xa lắm. Làm ơn đừng giết mà, cổ xa lắm, không phải ở đây đâu. Đừng giết tôi nha, để tôi nói. Đang ở đâu? Tao cũng không biết làm sao để cảm ơn người. Không cần cảm ơn. Tha cho ta đi. Không ngờ người thì không lộ tướng. Bây giờ cô tính thế nào đây? Tôi cũng không biết. Cô còn người thân nào khác có thể nhờ giả được không? Giờ không. Đại ca là một người ở trên đời này, là người thân duy nhất của tôi. Đại ca, tôi thì là cảm ơn anh lo cho tôi, nhưng mà tôi không muốn làm liên lụy tới anh nữa. Anh cứ đi đi. Không ai được đi. Đại ca, thay cổ một lần đi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Trung đại ca, chính là tên này đã giết đại ngầu. Nhìn chiêu của cô đánh ra, cô đúng là một kẻ sát thủ. Ở đằng sau nhất định phải có người chỉ thị. Trung đại ca, sự thật anh là ai vậy? Dù tôi có nói ra cô cũng không tin đâu. Trong thời gian này đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Anh nói cái gì tôi cũng tin hết. Được, nếu như vậy thì tôi nói cho cô biết. Cái chuyện này phải nói từ hoàng thượng trước. Kiếm không được người, trẫm không có trách người đâu. Nhưng mà chỗ đâu có lớn đâu chứ hả? Đừng có cho trẫm biết hoàn toàn thứ vô dụng nha. Cổ đang bị người ta đuổi giết, nhất định là trốn đi không dám lộ ra đâu. Cộng thêm sự đồn đãi trong dân gian, chính vụ án này là do... Đồn đãi gì vậy? Mau nói đi. Đồn đãi? Nô tỳ không dám nói đâu. Ngươi đừng có lo, nói đi. Tin đồn rằng là do hoàng thượng sai người đi bịt miệng đó. Cái gì? Thì có tin đồn như vậy à? Dạ đúng.
Chính nô tài cũng vì chuyện này mà giận dữ lắm. Ngươi nghe đây, nhất định phải điều tra cái chuyện này để mà làm sáng tỏ về cái tin đồn này. Dạ, hiện tại chỉ có nước lấy sự thật để chứng minh vụ án này không liên quan đến hoàng thượng. Không được, trẫm nhất định phải xuất cung để mà chính thức điều tra cái vụ này. Hoàng thượng không phải phái dễ đồng tài nội bà thử đi điều tra vụ này sao? Bây giờ tất cả trẫm y dễ để do một mình Lưu Cẩn thao túng hết. Ngươi nghe kỹ đi, ngoại trừ ta và ngươi ra, đừng cho ai biết ta xuất cung nha, biết chưa?